xin giới thiệu đến anh em một bộ dàn Sony. Con này là con Sony Net MD hay còn gọi là con Sony M333NT. Ở cái dây nguồn nó hơi căng, các bác chờ chút xíu nhé. Rồi nó mắc vào cái này. Ok nha. À, nó vẫn bị căng. Rồi để em chuyển dịch bên này tí. Rồi, ok ngon lành rồi nha các bác nhá. Em sẽ quay hình thức cho các bác xem trước. Đấy. Nói chung bộ này thì loa đẹp. Đầu thì hơi chầy một tí thôi. Mà chầy ở xung quanh là chính, mặt trước thì không bị chầy. Đấy, loa đẹp vuông vắn. Đây như các bác thấy. Đầu về cơ bản ok, anh em chú ý vấn đề đấu dây em chỉ luôn, tiện quay đằng sau. Em quy ước mà cũng là có dấu cộng dưới rồi dấu trừ ở trên, là dưới là dương, trên là âm. Thì dương các bác cắm cái màu đỏ, âm các bác cắm màu đen. Đấy. Dương đỏ âm đen. Đấy, anh em cắm đúng như em quay nhá. Cắm dây để chơi điện thoại chơi rác chơi loa đây. Đấy. Đúng âm dương cho em nhá. Còn đây là chơi điện thoại, còn dây quang chơi smart TV xuống. Và cổng quang. Công suất hai loa là 100W, trở kháng 6 ohm. Đấy, mặt trước của loa và âm ly đây. Loa thì bao đẹp rồi. Con này thì e căng của nó thì không có anh em nhé. Đấy, em sẽ bán rẻ bộ này. Em sẽ cố gắng để kiếm cái e căng cũ thì cũng được thì, hoặc là nó rách một tí được thì em kiếm sau. Nếu mà có em sẽ cho các bác luôn. Còn nếu không có thôi các bác cũng hoan hỉ giúp em. Em sẽ kiếm, tí nữa sẽ ra ngoài kho em kiếm lại. Đấy, đầu máy đây các bác nhé. Em quay mặt trên. Loa thì em bao đẹp rồi. Loa thì đẹp rồi, con này loa đẹp. Đầu máy nó chảy chề kiểu tí rồi thôi. Đấy. Tóm lại bên em bán hàng thì từ trước cái này rất là trung thực và cụ thể luôn, chứ không có uông chụp ảnh mới bẩn đâu. Em đã quay video test là nó quay rất là chuẩn rồi. Đây các bác nhé. Chứ nhiều khi anh em chụp ảnh lên nhìn nó nghệ thuật lắm. Nếu thẳng với các bác luôn là thế. Anh em mua hàng qua ảnh nhiều khi nghệ thuật lắm. Họ chụp rất nghệ thuật nhưng em quay là chưa tiết luôn. Xấu đẹp thì em bảo luôn. Rồi em đang test chế độ AUX, cái điện thoại máy tính ok. Em sẽ test đang chế độ giải mã các bác nhá. Các bác ấn function này. Chuyển về chế độ là optical cho em. Tab này ấn tiếp. Đây optical in. Đây, giải mã đây các bác nhá. Đấy, giải mã chơi tương bừng luôn. Giải mã là chơi quang. Quang từ smart đi xuống các bác nhá. Đấy. Còn có chơi điện thoại tiếp tục ấn tiếp. Là ra analog. Analog còn chơi điện thoại các bác nhá. Rồi em sẽ mời các bác nghe thêm một đoạn nhạc. Sau đó thì em sẽ báo giá cho các bác nhá. Đấy, hình thức là em quay ngon lành rồi. Các bác chú ý nhá, cái con âm ly này, Net MD này, thiết kế công suất quá khỏe, khỏe hơn cặp loa này rất là nhiều. Cho nên anh em chú ý khi mà mình vặn ngưỡng lượng, mình chú ý ngưỡng lượng vừa phải nhá. Anh em mà vặn mắc thì cái cặp loa này hỏng luôn đấy anh em nhá. Hỏng luôn thì không phải, nhưng mà nó sẽ hỏng, sau một thời gian anh em chơi sẽ hỏng rất nhanh. Bởi vì cái dòng âm ly nó thiết kế quá khỏe anh em nhá. Đây, mắc 30 thì anh em chỉ chơi được 15 là hay lắm rồi. Đấy. Bé lắm nè anh em, mở lên 20 thôi. Nó tóm lại mở to thì bị vỡ tiếng. Em khẳng định với các bác thế. Tất cả các dàn Nhật mà dàn nào mà anh em mở max volume với hai bằng loa, ngang với loa thì những dàn đấy là những dàn cỏ thôi. Còn những bộ nào mà anh em mở to vừa phải mà loa đã nghe hay rồi, căng rồi thì là những cái dàn chuẩn luôn em nhá. Đấy, thường là như thế. Tất nhiên không phải lúc nào cũng vậy nhưng thường là như thế. Âm ly nguyên tắc phải khỏe hơn loa. Đấy thì chơi với hay được thì cái dàn này là ok là như vậy nha các bác nhá. Ngoài ra dàn có các chức năng khác như chức năng Net MD này, chức năng PC máy tính này, các chức năng đấy các anh em về tự thử giúp em nhá. Đấy,
em chỉ test mỗi điện thoại máy tính này và test giải mã thôi, hai em bao hai cái đấy là ok cho các bác nhá. Và loa hiện tại là chưa cái căng, em sẽ cố gắng kiếm cái căng, số đẹp gì em cũng cố gắng kiếm cái căng cho các bác để các em gửi hàng cho yên tâm nữa đấy. Và bộ này thì nói chung là hình thức của nó thì ở mức độ tương đối và chất lượng của nó thì ok đấy. Tuy nhiên thì cái căng thì thiếu, thì với cả là loa âm ly nó có vài cái chảy trên nóc em vừa quay lúc nãy rồi, thì em xin phép để giá cực tốt cho anh em thôi. Lẽ ra những bộ nét mới đây thì anh ấy, như các bác đang bán trên mạng là 1.4 triệu, 1.5 triệu, thì bộ này em để các bác giá 1.070.000 thôi, 1.070.000 đấy. Anh em chuyển khoản cọc thì cọc trước 300, có anh em chuyển khoản đủ luôn thì em miễn phí giao hàng toàn quốc đó. Anh em chú ý giá em báo chưa kèm đổi nguồn và dây rắc, bác nào cần đổi nguồn cần dây rắc các bác có thể mua thêm, mua ở bên em cũng được hoặc mua ở đâu tùy các bác đấy, miễn sao đáp ứng được là được đó. 1.070.000 bao phí ship toàn quốc cho các đơn chuyển đủ. Anh em nào chốt bộ này thì vui lòng nhắn tin vào số Zalo 0975 575 262. Rồi một lần nữa em xin chân thành cảm ơn tất cả các bác và anh em đã theo dõi video của Trung Kiên Audio. Các bác có thể vào kênh để lựa chọn các cái mẫu khác nếu như các bác cảm thấy mẫu này chưa ý có nhá, em còn rất là nhiều đó, rất là nhiều luôn đấy. Rồi em xin cảm ơn tất cả các bác và anh em đã theo dõi video của Trung Kiên Audio, em xin kết thúc video tại đây.